Chúng tôi nói quý vị nghe nghe, mọi vấn đề trên cuộc đời này mà chúng ta giải quyết với cái tâm buông bỏ nó nhẹ lắm. Chuyện lớn quá nhỏ mà chuyện nhỏ nó quá không. Nếu mà chúng ta giải quyết bằng cái tâm buông bỏ. Còn không mà giải quyết bằng cái tâm buông bỏ mà chấp nhất thì chuyện không nó thành có, mà chuyện có thành chuyện nhỏ, mà chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Nó ngược lại. Còn nếu chúng ta giải quyết với cái tâm mà buông bỏ thì mọi chuyện nó sẽ nhẹ nhàng, an lạc, không có vướng mắc nhiều. Cho nên cái chữ buông và chữ bỏ tuyệt vời. Cái người mà có cái tâm tu á, vào đây á, họ nghe cái tiếng chuông là họ nghĩ đến chữ buông, nghe không? Mỗi lần nghe bon là buông, nghe không? Tiếng mỏ cái bỏ. Còn cái người mà vào đây mà còn chấp nhất sân si, rồi nạnh hẹ, rồi ganh tị, rồi dòm ngó này ngó sao, thì cái người đó cũng nghe tiếng chuông vậy, nhưng mà nghe không phải như mình. Mỗi lần mà nghe cái chữ bon, cái họ nghĩ nghe cái chữ bon, rồi chập chen nghe chen, cái bon chen, bon chen, bon chen, trời. Vào trong đây mà không có buông bỏ mà toàn là bon chen nữa. Có không? Có, thấy chưa? Chứ bây giờ nói hồi xưa không em nói. Cũng có. Vô tới chùa rồi. Vô tới chùa rồi. Con đến chùa tha thiết nguyện lo tu rồi. Mà còn bon chen ở đây mà không chịu buông bỏ. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn quý vị là vào chùa là để buông bỏ lo tu, chứ không phải bon chen mà hơn thua ở đây. Hai câu cuối chúng tôi rất là mong quý vị thấm thía là chúng ta sống bằng cái tâm từ bi quán. Sanh linh còn đau khổ nhiều lắm, giữ vững niềm tin, pháp lưu vọng đến muôn người. Quý vị cho phép hai câu này chúng tôi xin tặng cho cô Liên với cô Lành. Vì hai câu này cô hộ pháp, vì cô sẽ thỉnh giảng sư đến thành phố Đà Nẵng giảng pháp cho các chùa. Thì với cái tâm nguyện mà cái việc làm này là nó rất là cái ý nghĩa, và nó mang cái tính chất giống như là hộ pháp. Giáo pháp của Như Lai có được trường tồn, hưng thịnh, bền vững lâu dài hay không là nhờ vào các vị hộ pháp này. Cho nên là hai câu này chúng tôi xin phép tặng riêng cho hai cô, là mình lấy cái tâm từ bi ấy, từ bi quán. Câu này rất hay. Từ bi quán sanh linh còn đau khổ, giữ vững niềm tin, pháp lưu vọng đến muôn người. Tức là cái việc hoằng pháp của mình á, mình phải ráng giữ niềm tin, cho dù có gặp khó khăn, có bị dèm pha thị phi như thế nào, nhưng mà cái chuyện đó mình phải ráng giữ niềm tin bằng cách là mình quan sát chúng sanh còn nhiều đau khổ lắm. Mình mang cái ánh sáng Phật Pháp này đến cho mọi người. Phải ráng giữ niềm tin để mang cái ánh sáng Phật Pháp đến cho mọi người. Quý vị nghe nó có giống mùi bolero không? Hay lắm thầy hả? Cảm ơn quý vị. Chiều hôm nay là quý vị coi như là hút hụi chót. Nghĩa là bao nhiêu là để dành đem ra đây là chiều hôm nay sổ ra hết. Đem ra đây là trả để đây hết chứ không có đem về. Rồi, quay lại cái đề tài của chúng ta hôm nay, đó là chúng ta học cái chữ buông. Cái chữ buông quý vị biết, phải nghĩ cho rõ, có nhiều người không hiểu. Nghe buông cái về buông hết trơn luôn, không có được. Ngẫm xem cho rõ chữ buông. Buông mà bỏ hết có đâu mà xài. Nghe xong về dọn hết nhà có cửa, đồ đạc dọn ra ngoài cho hết. Rồi sư dạy buông hay quá, con về con buông sạch hết. Đúng không quý vị? Không đúng. Mình làm như vậy là không được. Phải ngẫm cho kỹ. Nghe cho kỹ nè. Ngẫm xem cho rõ chữ buông nha. Buông mà bỏ hết có đâu mà xài, buông mà sử dụng hàng ngày, xài không phân biệt, vật xài là buông. Cái câu mà không phân biệt vật xài nó hay lắm. Mình sử dụng nhưng mình không có dính mắc. Có không còn mất, mình không có dính mắc. Chứ bây giờ mình dính mắc, mình mua cái này cho tốt,
Ta uống cái ly nhựa thì không chịu, uống cái ly nó sang. Đến chừng mình nó mất, buồn. Đó, tự mình làm khổ mình đúng không? Tức là xài không phân biệt vật xài. Đó, lỡ nó có mất mình không có bị khổ thì cái gọi là không dính mắc. Mà cuộc đời này quý vị mình bị một cái bệnh là dính mắc. Cho nên chúng tôi hay khuyên rằng đến chùa là để làm chi? Đến chùa biết bỏ thiệt hơn. Không có hơn thua trong chùa. Ở ngoài thì hơn thua nhưng mà trong chùa dứt khoát không hơn thua. Đến chùa học hạnh thương không giận hờn. Mình có một cái thói quen nó đánh lừa mình. Tại sao mình thương mà mình phải giận? Nó lạ vậy đó. Hãy thương người đó cái giận người đó mới mốt giận à. Thương chồng cái mốt giận chồng. Thương con cái mốt giận con. Thương bạn mốt giận bạn. Riết rồi cái thương sư phụ giận sư phụ luôn. Mấy người này thương hồi xưa không dám đâu. Xin đi đừng có thương tôi mốt giận tôi. Mà lạ cái là gì? Thương nhiều thì giận. Giận nhiều đúng không? Có chưa? Có. Thương ít thì giận. Giận ít. Đúng không? Mà không thương thì không giận. Phàm phu mình có ba cái. Nhưng bây giờ mình tu rồi. Hôm nay mình đến đây mình học cái chữ buông rồi. Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, mà đạo dạy người chỉ một chữ buông. Buông là sao? Thương mà không giận mới là buông. Tức là xài không phân biệt vật xài mới là buông. Còn mình phân biệt, đây là người thân của mình, người thương của mình thương. Tự nhiên cũng là người đàn ông vậy, tự nhiên mình ông chồng mình thương nhiều hơn cái ông kia, rồi mốt giận ông. Đó, rồi con mình cũng vậy, thương. Tất cả chúng sanh mình phải thương hết, ai nó cũng có cái nỗi khổ. Đó, mà mình thương phân biệt như vậy, cho nên mình có sự thương nhiều và thương ít. Mà thương nhiều thì khổ, khổ nhiều. Cho nên hôm nay quý vị đọc câu thần chú này mới được. Nha. Người ta nói là quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán, quá yêu thương sẽ có lúc đau buồn. Đó. Phải nhớ câu này. Quá quan tâm sẽ thành bó buộc, mà quá sâu đậm sẽ có lúc nhạt nhòa. Quý vị biết không? Mình quá thân thuộc cái dẫn đến nhàm chán. Ông bà ngày xưa dạy mình rất là hay. Làm gì làm nên tránh cái chữ quá. Khi Đức Phật Ngài ra đời, Ngài thiết cái bài kinh Chuyển Pháp Luân, gọi là bài kinh đầu tiên. Và trong cái nội dung bài kinh đầu tiên này, Đức Phật Ngài có nêu ra hai cái thái cực mà chúng ta nên tránh. Đối với quý vị biết hai thái cực đó là gì? Là gì nè? Một là gì? Nên tránh là gì? Quá lợi dưỡng. Mình không nên quá lợi dưỡng. Tức là mình sống mà mình lợi dưỡng quá, Đức Phật nó cũng không tốt. Thứ hai là quá khổ hạnh. Mình mà khổ hạnh quá Đức Phật cũng không cho. Tu mà nó khắc khổ quá, giống Đức Phật mà 6 năm khổ hạnh lòi bay sườn luôn. Khổ hạnh đến mức độ mà bay sườn lòi luôn, mình bây giờ đâu có lòi. Không có nên khổ hạnh. Đức Phật Ngài đi vào rồi Ngài thấy là nên tránh xa quá khổ hạnh, mà quá sung sướng cũng không được. Cho nên Ngài mới thiết ra con đường trung đạo. Con đường trung đạo là cái con đường bát chánh. Con đường này nè mới đi đến giải thoát. Mà cái con đường quá lợi dưỡng cũng không đi đến giải thoát. Mà quá khổ hạnh cũng không được, mà phải đi con đường trung đạo. Con đường trung đạo là gì? Nghĩa là đường đời hai nẻo ngược xuôi, ai đi đường giữa cắt đôi khổ sầu. Đi đường giữa nó khác với đi giữa đường. Có nhiều người không hiểu, tưởng đâu đi trung đạo là đi giữa đường xe đụng chết. Đi con đường giữa là con đường gì? Là con đường trung đạo. Nó không quá bên đây, nó không quá bên kia. Cái tâm mình cũng vậy. Cái tâm của mình phải giữ cái tâm trung đạo. Mình ngộ lắm. Mới gặp cái thương đi. Rồi mốt cái ghét. Đó, là nó không có trung đạo. Thấy không? Mới gặp cái thương dữ lắm.
thương đã là cái chừng vài năm cái ghẹt đó. Cho nên nè, à, nãy mới đọc đó, khi yêu thì hy sinh cả tánh mạng, chỉ vài ba năm đã phàn nàn, lúc cô đơn thì muốn đôi muốn bạn, nên vợ chồng sao lại hay nhăn. Lúc mình cô đơn thì muốn có đôi có bạn, nhưng mà thành vợ chồng là vào nhăn à. Như vậy là mình không có trung đạo. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn quý vị là phải tập cái chữ buông, để chúng ta có cái tâm trung đạo, là đi theo con đường giữa.